thực hiện các việc rất bình thường hàng ngày trong tên tuổi ấy. Thế nhưng mà làm với tất cả lòng mê, cho nên lại trở nên phi thường. Và Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô đề nghị mong cháu đưa vào danh sách đây là tiến sĩ hộ thánh, vì nó mở ra một con đường lên thánh. Con đường lên thánh đó là gì? Là đơn sơ tin yêu khó khăn. Thánh tên ra sống đơn sơ, đơn giản tôi là bê lê xa. Và tôi đấu trong bốn bức tường nhà đồng ấy, Teresa có thể bị chọc ghen, Teresa có thể bị phá. Nhưng mà Teresa vẫn một lòng đi được sống thương thân, sống tin yêu nơi cha. Và lần nào cũng thế, Thánh Đức Teresa đọc kinh lạy cha là ngày vì thấy là cha yêu thương, cha quan tâm, cha lo lắng, cho nên một tên xa tin yêu nơi nơi Chúa là cha. Phó khác cuộc đời của tên xa ốm lên ốm xuống, đau bệnh hoạn, nhưng tên xa một lòng phó khác hơn. Và rồi năm 1897, Teresa nhắm mắt người hoa hồng.